Tư duy phát triển bản thân là khả năng tự nhận thức và phát triển các kỹ năng cá nhân, kiến thức và kinh nghiệm để cải thiện chất lượng cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Tư duy phát triển bản thân bao gồm sự khát khao học hỏi, tìm hiểu và phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Để phát triển tư duy phát triển bản thân, có một số cách mà bạn có thể thực hiện, bao gồm học hỏi liên tục, hãy tìm kiếm cách học hỏi liên tục, đọc sách, bài báo, truyền thông, tìm kiếm những bài học từ kinh nghiệm sống của những người khác. Tự đặt mục tiêu và hoàn thành chúng. Tự đặt mục tiêu và hoàn thành chúng giúp bạn phát triển tư duy phát triển bản thân. Việc xác định mục tiêu rõ ràng và bắt đầu hành động để hoàn thành chúng sẽ giúp bạn phát triển tư duy tích cực và sự kiên trì. Tập trung vào giải quyết vấn đề để phát triển tư duy phát triển bản thân. Hãy tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tế. Hãy tìm hiểu cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo. Tìm người hỗ trợ, tìm kiếm người hỗ trợ và có những người cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển bản thân. Sự hỗ trợ từ những người xung quanh giúp bạn phát triển tư duy tích cực và tăng cường sự tự tin. Sử dụng công cụ hỗ trợ. Có nhiều công cụ hỗ trợ phát triển tư duy phát triển bản thân, ví dụ như các cuốn sách, các khóa học trực tuyến, các bài giảng và các tài nguyên trực tuyến. Đối mặt với sự thay đổi và thử thách để phát triển tư duy phát triển bản thân. Hãy đối mặt với sự thay đổi và thử thách. Điều này giúp bạn phát triển sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi với những tình huống khác nhau, từ đó phát triển sự tự tin và tư duy linh hoạt. Đánh giá bản thân một cách khách quan. Đánh giá bản thân một cách khách quan giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển bản thân phù hợp. Hãy tránh những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào việc phát triển những kỹ năng và năng lực của mình. Tạo một môi trường tích cực. Tạo một môi trường tích cực để phát triển tư duy phát triển bản thân. Hãy tránh xa những người tiêu cực, thay vào đó hãy tìm kiếm những người có tư duy tích cực và giúp đỡ nhau để phát triển bản thân. Tóm lại, tư duy phát triển bản thân là khả năng tự nhận thức và phát triển kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để cải thiện chất lượng cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Việc phát triển tư duy phát triển bản thân có thể giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và có khả năng đạt được mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.